5.300 là con số được đề cập trong chuyên mục Mỗi ngày một con số ngày hôm nay. Đây là số cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố thì các cơ sở này nằm xen cài trong các khu dân cư kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như hóa chất, sang chiết ga, buôn bán phế liệu, kinh doanh trái phép vật liệu nổ v.v. Và bên cạnh các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư nêu trên thì thành phố còn có đến 217 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 đã xuống cấp, có nguy cơ cháy nổ cao. Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, toàn thành phố đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy nổ, làm chết 21 người và gây thiệt hại khoảng 378 tỷ đồng.